Dã Sử xin chào các bạn. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nước đế quốc thắng trận, trong đó có Anh và Pháp buộc Đức phải ký Hòa ước Versailles. Hòa ước này không chỉ là nỗi nhục lớn trước danh dự người Đức, mà còn trực tiếp cắt đi các vùng lãnh thổ của đế quốc Đức huy hoàng. Phía Tây, Đức phải cắt lại hai tỉnh Alsace và Lorraine cho Pháp, cùng một phần đất nhỏ cho Bỉ. Đồng thời, cả vùng xa, dọc theo lưu vực sông Rai, bị quân đội phe hiệp ước chủ yếu là quân Pháp chiếm đóng. Tại phía Bắc, Đức cũng phải cắt một phần đất cho Đan Mạch. Tại phía Đông, phần cực Đông Đức bị cắt cho Litva. Hơn thế nữa, tại phía Đông, Đức cũng phải cắt một diện tích lớn lại cho Ba Lan. Ngoại trừ khu vực Saarland bị quân đội các nước đế quốc thắng trận chiếm đóng vì lý do an ninh, thì các khu vực khác, theo Hòa ước Versailles, đều là vùng đất Đức phải trả lại cho các nước láng giềng vì đã xâm chiếm trong quá khứ. Cũng do Hòa ước Versailles này, đế quốc Đức sụp đổ, Hoàng đế Đức Trị truất ngôi, thay vào đó là một chính quyền Cộng hòa với tên gọi là Cộng hòa Weimar. Cộng hòa Weimar tồn tại được 15 năm từ khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Năm 1918 đến năm 1933 với sự trỗi dậy của Đức Quốc xã. Trong 15 năm này, Cộng hòa Weimar đã đàm phán và thành công trong việc khiến quân đội các nước đế quốc phải rút khỏi Saarland vào năm 1930, biến nơi đây thành khu phi quân sự. Năm 1930 này cũng chứng kiến cuộc đại khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đã lan rộng toàn thế giới và khiến nền kinh tế Đức cũng rơi vào nguy khốn. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức trầm trọng. Khi đó, Adolf Hitler cùng tư tưởng Đức Quốc xã đã nổi lên mạnh mẽ trong chính trường Đức. Đến tháng 3 năm 1933, Adolf Hitler lúc này là thủ tướng của Cộng hòa Weimar đã ban hành đạo luật cứu chữa nỗi đau khổ của nhân dân và quốc gia, chuyển đổi nền Cộng hòa Weimar sang chính quyền Đức Quốc xã. Đức Quốc xã, hay còn được gọi là Đệ Tam Đế chế, là một chính quyền đặt dưới một chế độ độc tài toàn trị, chịu sự kiểm soát của quốc trưởng Adolf Hitler và Đảng Quốc xã. Dưới sự thống trị của Hitler, nước Đức biến đổi thành một nhà nước phát xít toàn trị cai quản hầu hết mọi mặt của đời sống. Trong thời gian đầu, từ năm 1933 đến 1936, chiến thuật của Đức Quốc xã là bí mật chuẩn bị chiến tranh, thực hiện chính sách ngoại giao cẩn trọng, tái vũ trang trong bí mật nhằm tránh các nước đế quốc khác viện dẫn Hòa ước Versailles mà chống Đức bằng quân sự. Các chương trình tái vũ trang một cách khôn khéo và bí mật trong khoảng thời gian này đã không chỉ khôi phục mà còn biến Đức trở thành cường quốc quân sự bậc nhất châu Âu thời điểm đó. Mục tiêu đầu tiên của quân Đức Quốc xã chính là vùng Saarland. Năm 1930, quân đội các nước đế quốc đã rút khỏi khu vực này và đây trở thành khu phi quân sự Rhineland giữa Đức và Pháp. Nhưng trong tháng 3 năm 1936, Đức đã hành động. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 1936, một lực lượng nhỏ của Đức đi qua các cầu sông Rai và tiến vào khu phi quân sự Rhineland. Lực lượng Đức chỉ có khoảng 3 sư đoàn, trong khi quân Pháp tập trung 30 sư đoàn gần biên giới Rhineland, nhưng lực lượng này chỉ có nhiệm vụ bảo vệ biên giới Pháp. Adolf Hitler đã dám đánh ván bài liều đầu tiên bởi sự do dự từ Anh và Pháp. Hai nước này không muốn gây rủi ro chiến tranh cho lực lượng của đồng minh vượt trội hẳn so với Đức. Vì thế, Anh và Pháp chỉ đăng đàn tuyên bố hành động này của Đức là vi phạm Hòa ước Versailles. Sau khi kiểm soát được khu phi quân sự Rhineland, Đức Quốc xã giải tán chính quyền tại đây và sát nhập vùng đất này như một phần thuộc nước Đức. Sang tháng 1 năm 1937, Hitler đọc diễn văn trước Nghị viện Đức tuyên bố rút chữ ký của Đức ra khỏi Hòa ước Versailles, khiến các nước đế quốc châu Âu ngã ngửa. Nhưng hành động này với người Đức là chuyện đương nhiên. Tới tháng 11 năm đó, Hitler triệu tập một cuộc họp thông báo quyết định tiến hành chiến tranh trên toàn châu Âu mà mục tiêu tiếp theo là Áo và Tiệp Khắc. Sang năm sau, năm 1938, Hitler đưa tối hậu thư với Áo. Và vào ngày 12 tháng 3 năm 1938, quân Đức tiến vào Áo. Trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 10 tháng 4 năm 1938, đa số người Áo bỏ phiếu thuận theo Hitler để sáp nhập Áo và Đức. Không cần bắn một phát súng và không có sự can thiệp của Anh, Pháp và Liên Xô, Đức Quốc xã đã chiếm được Áo, một đất nước có giá trị cực kỳ lớn lao cho những kế hoạch trong tương lai của Đức. Từ Áo, quân đội Đức dễ dàng chế ngự mục tiêu tiếp theo, đó là Tiệp Khắc ở Ba Mặt. Đồng thời, nước Áo cũng là cửa ngõ mở ra vùng Đông Nam châu Âu với quân Đức. Đức chiếm Tiệp Khắc. Đức lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người Đức thiểu số ở Tiệp Khắc làm cái cớ để bạo động. Trước tình thế đó, vì muốn xoa dịu Hitler, Thủ tướng Anh Chamberlain gây áp lực bắt Tiệp Khắc phải nhượng bộ. Ngày 30 tháng 9 năm 1938, Hiệp ước Munich được ký kết giữa 4 cường quốc Anh, Pháp, Đức Quốc xã và Ý, đồng ý cắt nhiều phần đất của Tiệp Khắc để chuyển giao cho Đức. Những vùng đất này được gọi chung là Sudetenland với gần 300.000 km vuông lãnh thổ, có tổng cộng 3,63 triệu người, trong đó 2,9 triệu người Đức và 0,7 triệu người Tiệp Khắc. Đi cùng với vùng lãnh thổ đó là trữ lượng khoảng lớn khoáng sản với 80% than non, hóa chất, xi măng, trên 60% than đá, sắt, thép, điện năng và 40% gỗ của toàn Tiệp Khắc. Tiệp Khắc từ một đất nước công nghiệp phát triển trong phút chốc đã bị tàn rã và phá sản. Và chỉ chưa đầy nửa năm sau, ngày 15 tháng 3 năm 1939, Hitler thông báo về việc quân đội Đức sẽ tiến quân vào Tiệp Khắc. Chỉ sau lời thông báo của Hitler chưa đầy một tuần, quân đội Đức đã tràn ngập thủ đô Praha, Tiệp Khắc. Sau khi sát nhập Tiệp Khắc, Memmo là mục tiêu tiếp theo của Đức. Memmo là một cảng trên bờ biển Baltic với khoảng 40.000 dân vốn thuộc Đông Đức đã bị hòa ước Versailles cắt ra để trao cho Litva. Trước sức ép từ Đức, ngày 23 tháng 3 năm 1939, Litva chịu ký nhường Memmo lại cho Đức. Hitler có thêm một cuộc thôn tính không đổ máu. Đến tháng 8 năm 1939, Đức ký với Liên Xô hiệp ước Xô Đức có tên chính thức là Hiệp ước Không Xâm phạm giữa Đức và Liên bang Xô Viết, đi kèm với nghị định thư bí mật phân chia ảnh hưởng tại Đông Âu và Ba Lan. Theo đó, Đức sẽ chiếm phần phía Tây Ba Lan, còn phía Đông sẽ thuộc về Liên Xô. Đức tấn công Ba Lan. Bình minh ngày 1 tháng 9 năm 1939, quân Đức tràn qua biên giới, chiếm đóng Ba Lan. Nhận được tin này, ngày 3 tháng 9, Anh Pháp tuyên chiến với Đức. Thế chiến thứ hai chính thức bùng nổ. Tuy nhiên, trong khi quân Đức nhanh chóng chiếm được nửa Tây Ba Lan, thì ở bên kia châu Âu, Anh và Pháp đều không có động thái gì đáng chú ý. Giai đoạn này của chiến tranh thế giới thứ hai được biết đến với tên gọi cuộc chiến giả vờ. Đức tấn công Đan Mạch và Na Uy. Hải quân Đức từ lâu đã nhòm ngó khu vực biển Bắc nhằm lập căn cứ hải quân ở Na Uy để phá vỡ sự phong tỏa của Anh, mở đường cho tàu Đức thông thương ra đại dương. Tương tự, không quân Đức cũng rất cần các sân bay Đan Mạch để làm bàn đạp tấn công Anh. Chính vì vậy, ngày 9 tháng 4 năm 1940, quân Đức mở chiến dịch thôn tính Đan Mạch và Na Uy. Đan Mạch đầu hàng sau 2 giờ chiến đấu, và đến ngày 28 tháng 5, đến lượt Na Uy chịu chung số phận. Cuộc tấn công thần tốc Đan Mạch và Na Uy là một chiến thắng quan trọng cho Đức Quốc xã. Không chỉ mang lại những lợi ích vật chất, yếu tố quan trọng nhất là uy tín quân sự của Đức Quốc xã được nâng cao rõ rệt. Và khi tinh thần binh lính đã lên cao, mục tiêu tiếp theo của quân Đức sẽ là kẻ thù đã sỉ nhục Đức, nước Pháp. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1940, sau chiến tuyến 280 km trải dài từ biển Bắc đến phòng tuyến Maggiot, quân Đức tràn qua biên giới Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Ngày 15 tháng 5, Hà Lan ký văn kiện đầu hàng. Đến ngày 28 tháng 5 năm 1940, Bỉ cũng đầu hàng. Sử dụng phương án tác chiến chiến tranh chớp nhoáng, đạo quân thiết giáp khổng lồ của Đức đã thọc sâu vào phòng tuyến quân đồng minh. Các lực lượng quân viễn chinh Anh và 3 tập đoàn quân Pháp bị vây khốn. Sau khi bị vây khốn, người Anh phải tổ chức cuộc di tản binh sĩ khỏi Dunkirk. Đến ngày 4 tháng 6, gần 340.000 quân Anh và Pháp đã thoát khỏi gọng kìm của Đức, được đưa về Anh. Tuy nhiên, sự rút lui của quân Anh cũng đồng nghĩa với việc mở toang cánh cửa vào Paris cho quân Đức. Và chỉ gần 2 tuần sau, ngày 16 tháng 4, quân Đức đã tràn vào Paris. Ngày 22 tháng 6 năm 1940, Đức buộc Pháp ký văn kiện đầu hàng. Chiến dịch năm 1940 ở Pháp được nhìn nhận là thắng lợi quân sự lớn nhất của Đức Quốc xã. Sau đó, tại mặt trận này, Đức bị sa lầy khi cố buộc nước Anh đầu hàng. Chuyển sang mặt trận Đông Nam châu Âu, tại bán đảo Ban Căng, ngày 6 tháng 4 năm 1941, Đức mở chiến dịch tấn công Nam Tư. Đến ngày 17 tháng 4, quân đội Nam Tư đầu hàng dù vẫn còn 28 sư đoàn. Sau đó, các lực lượng Đức tại đây tiếp tục đẩy quân xuống Hy Lạp hỗ trợ cho đồng minh Italia tại đây. Đồng thời, Đức cũng cử quân đoàn châu Phi sang hỗ trợ quân Italia tại Libya và Ai Cập, Nhưng về cơ bản, các chiến dịch tại Bắc Phi không mang lại nhiều kết quả và cũng không được chú ý, bởi quân Đức dồn sức trong một trận đánh Liên Xô. Đức tấn công Liên Xô. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức mở chiến dịch Barbarossa, đưa quân tràn vào đánh Liên Xô ở mặt trận phía đông. Chỉ trong vòng 3 tuần, cụm tập đoàn quân trung tâm gồm 30 sư đoàn bộ binh và 15 sư đoàn thiết giáp đã tiến một mạch hơn 700 km từ Đông Bắc Ba Lan đến Smolensk thuộc vùng Trung Tây nước Nga, và chỉ còn cách Moscow 320 km. Trên mặt trận miền Bắc, cụm tập đoàn quân Bắc gồm 21 sư đoàn bộ binh và 6 sư đoàn thiết giáp tiến nhanh qua các nước vùng Baltic hướng đến thành phố Leningrad, ngày nay là thành phố Saint Petersburg, cố đô của nước Nga. Trên mặt trận miền Nam, cụm tập đoàn quân Nam gồm 25 sư đoàn bộ binh, 4 sư đoàn cơ giới, 4 sư đoàn quân sơn cước và 5 sư đoàn thiết giáp tiến về thành phố Kyiv, thủ phủ của Ukraine. Đến ngày 20 tháng 10, các đội tăng tiền phong của Đức chỉ còn cách Moscow 65 km. Tại phía Nam, ngày 21 tháng 11, xe tăng Đức cũng đã tiến vào thành phố Rostov trên sông Đông. Trong khi đó, ở phía Bắc, mặc dù bị sa lầy tại Leningrad, nhưng quân Đức vẫn nhận được sự ủng hộ của các nước vùng Baltic và Phần Lan. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm 1941 này, cũng chính là sự bành trướng cực đại nhất của chế độ Đức Quốc xã. Bởi sau đó chính là cơn ác mộng trên đất Nga với sự phản công của Hồng quân Liên Xô và sự tham chiến của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, dẫn đến sự thất trận hoàn toàn của quân đội Đức Quốc xã vào năm 1945.